4 điều về cách thử thai bạn cần biết để có kết quả chính xác. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đang trông ngóng tin vui và đang muốn biết khi nào có thể thụ thai. Bạn có thể áp dụng những cách thử thai nào? Hãy tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Dấu hiệu có thai đầu tiên chính là chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Bạn đang bị trễ kinh thì hãy kiểm tra ngay nhé! Thứ nhất, khi nào có thể thử thai? Bạn có thể tiến hành hầu hết các loại xét nghiệm hay biện pháp thử thai vào ngày đầu tiên bị trễ kinh. Nếu bạn không rõ khi nào thì đến kỳ kinh tiếp theo, hãy tiến hành thử thai khi được ít nhất 21 ngày kể từ sau khi quan hệ. Những dụng cụ thử thai có độ nhạy cao thậm chí còn có thể được tiến hành từ trước khi bạn phát hiện mình trễ kinh và chỉ cần đợi 8 ngày sau khi quan hệ là có thể biết được kết quả. Thậm chí bạn không cần phải tiến hành vào buổi sáng mà có thể bắt đầu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Thứ hai, hướng dẫn cách thử thai. Mua dụng cụ thử thai ở đâu? Rất đơn giản, hãy bước ra hiệu thuốc gần nhất và hỏi mua que thử thai hoặc đến phòng khám để được bác sĩ gợi ý một sản phẩm hoặc cách thử thai thích hợp. Dụng cụ thử thai hoạt động như thế nào? Một dụng cụ là que thử thai có tác dụng phát hiện hormone HCG. Hormone này sẽ được sản xuất vào khoảng 6 ngày sau khi thụ tinh. Bạn cho dụng cụ thử thai vào mẫu nước tiểu của mình theo hướng dẫn sử dụng trong hộp đựng và chờ đợi kết quả. Thứ ba, kết quả thử thai có ý nghĩa như thế nào? Phần lớn các kết quả dương tính đều chính xác. Trong khi đó, kết quả là âm tính thì chưa chắc. Nếu bạn nhận được một kết quả âm tính nhưng vẫn tin rằng mình có thai, hãy chờ đợi vài ngày nữa và thử lại. Nếu kết quả lần thử tiếp theo vẫn là âm tính nhưng bạn vẫn đang trễ kinh, hãy trình bày cho bác sĩ biết có thể bạn sẽ cần đến những cách thử thai khác như xét nghiệm máu hay siêu âm. Nếu bạn đã nhận được kết quả dương tính, hãy bắt đầu việc chuẩn bị cho việc theo dõi sức khỏe thai kỳ, chọn nơi sinh con và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho sự ra đời của bé. Bác sĩ sẽ giúp bạn tính toán ngày dự sinh của con. Thứ tư, cách thử thai nào chính xác nhất? Đây là một câu hỏi khá hóc búa bởi sự chính xác của một que thử phần lớn phụ thuộc vào cách mà nó được sử dụng. Tuy nhiên, một số yếu tố quả thực có ảnh hưởng đến các sản phẩm thử thai. Nếu bạn mang thai khi đang còn quá trẻ, dưới 25 tuổi, việc sớm tìm kiếm những cẩm nang hướng dẫn sẽ giúp ích rất nhiều, đem lại những kinh nghiệm hữu ích cho thai kỳ và việc sinh nở. 5. Độ nhạy của que thử thai. Trong những phương pháp thử thai tại nhà, ngoài que thử thai thông thường bằng giấy, đi kèm ly đựng nước tiểu nhỏ bằng nhựa, bạn còn có thể sử dụng bút thử thai có một đầu nhựa để cầm, giúp sử dụng dễ dàng hơn. Các sản phẩm thử thai được dùng để đo được nồng độ hormone thai nghén HCG trong nước tiểu. Khi không mang thai, mức độ HCG trong cơ thể bạn chỉ ở mức 1 đến 5. Khi mang thai, cơ thể bạn bắt đầu tăng lượng hormone HCG. Phần lớn các sản phẩm thử thai không thể nhận biết khi mức HCG dưới 25. Nếu bạn không thể chờ đợi lâu hơn để biết kết quả, thì hãy chọn những sản phẩm có độ nhạy cao sẽ cho kết quả chính xác ngay một tuần sau khi trứng được thụ tinh. Tức là thời điểm cơ thể chỉ mới bắt đầu sản xuất HCG. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn đến ngày đầu tiên của chu kỳ kinh bị trễ, đến 99% các sản phẩm thử thai đều có thể cho kết quả chính xác. 6. Que thử khi so sánh với xét nghiệm máu. Độ chính xác của que thử thai rất cao khi được sử dụng đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, các xét nghiệm máu vẫn cho thấy sự ưu việt của mình. Các que thử thai dựa trên nồng độ HCG trong nước tiểu thường cho kết quả sai lệch. Nếu được dùng quá sớm, độ nhạy của sản phẩm sẽ khác biệt đối với từng đối tượng sử dụng. Những phụ nữ có lượng HCG tăng gấp đôi nhanh chóng sẽ có cơ hội được nhận tin vui sớm hơn những phụ nữ có lượng hormone tăng chậm. Đối với xét nghiệm máu, bác sĩ không chỉ xác nhận được bạn có thai hay không mà còn tính được chính xác tuổi thai và ngày dự sinh. Xét nghiệm máu thường đi cùng với kiểm tra bằng siêu âm, một sự bổ sung giúp tăng độ chính xác. Khi muốn sử dụng hiệu quả bất kỳ một dụng cụ hay phương pháp thử thai nào, bạn cũng cần làm theo đúng hướng dẫn sử dụng. Đối với các loại que và bút thử thai, bạn nên sử dụng vào lần đi tiểu đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng. Mỗi loại que thử lại có một yêu cầu sử dụng khác nhau. Ví dụ, bạn cần đợi 3 phút. Bạn cần tránh để nước dính vào que trước khi thử. Chỉ khi làm đúng theo hướng dẫn, bạn mới có thể đảm bảo kết quả chính xác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Kiến thức mẹ bầu nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.